Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Nhi Huyền, Hoàng Trầm Thủy cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Tiếp tục với cà phê sáng, ngày hôm qua thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã lên tiếng khuyến cáo những con số mà chúng ta ghi nhận được từ Trung Quốc và trên toàn thế giới ngay bây giờ chỉ là a tip of the iceberg, có nghĩa là một cái mảnh nhỏ của cả một cái tảng băng chìm ở dưới biển. Chúng ta chỉ biết được một phần của các hoạt động của siêu vi khuẩn cúm coronavirus mà thôi. Thêm một điểm nữa, bởi vì các chi tiết mà các chuyên gia về dịch của Tổ chức Y tế Thế giới họ ghi nhận có nhiều trường hợp rất là bất ngờ. Chẳng hạn như có người khám thì không có, bây giờ lại có. Rồi có những trường hợp nó lây nhiễm quá nhanh. Rồi có những cái trường hợp không những 14 ngày mà lên tới 20 mấy ngày luôn. Cho nên bây giờ những người nào đi làm trở lại mới đầu thấy khỏe mạnh thì sau đó có thể những người này lây nhiễm cho những người khác. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết so với dịch cúm heo H1N1, và bây giờ chúng ta mới nhớ lại năm 2009, mà phải nói rằng cái thời ông Obama, ông lên làm tổng thống, ông xui lắm. Thứ nhất, ông lên làm tổng thống là bắt đầu bước vào suy thoái địa ốc và kinh tế cả thế giới. Rồi sau đó, đó ông đang còn đương đầu với suy thoái, nghĩa là bơm tiền vào đó. Thì 2009, dịch cúm heo H1N1 từ Mexico lây sang Mỹ. Và nó trở thành đại dịch. Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch. Và cái con số mà Tổ chức Y tế Thế giới cho biết năm 2009 đó, thưa quý vị, mình sẽ không thể tưởng được. So với dịch cúm này của Trung Quốc đó, dịch cúm ở Hoa Kỳ nó khủng khiếp hơn gấp 100 lần. Vì lý do số người bị nhiễm bệnh trên toàn nước Mỹ là 55 triệu người. Đó là tính. Nhưng mà tôi thấy như trong cộng đồng người Việt Nam mình không có ai bị sao đó. Lúc đó quý vị biết không, tôi nhớ hoài nè, dịch cúm đến độ khi mà vào trong nhà thờ đó, nhà thờ nói chúng ta chỉ nhìn nhau chào thôi, không được bắt tay nhau. Khi mà vào cuối gần cuối lễ dắp lên mà xin lễ bánh thánh đó, là mọi người bắt tay nhau, nói lời chào nhau, thì lúc đó nhà thờ không cho, bởi vì dịch cúm đang lây lan. Tổng kết dịch cúm của Tổ chức Y tế Thế giới và cơ quan Hoa Kỳ cho biết khoảng 55 triệu người trong cái dân số 300 triệu người Mỹ bị bệnh. Mà trong số này họ nói rằng có 11.690 người đã thiệt mạng. Trong cái dịch cúm heo là 11.000 người thiệt mạng. Trong số này có 1.180 trẻ em thiệt mạng trong cái dịch cúm. Mà nó kéo dài từ đâu tháng 3, tháng 4 của 2009 bước sang tháng giêng của 2010. Trong vòng cái khoảng thời gian đó mà nó kéo dài như vậy. Vậy là tính ra cái dịch cúm corona là trẻ em bị rất là ít. Nhưng mà lạ không ghê ha. Bị dính trẻ em. Cái dịch cúm heo này nó rơi vào trong cái thời gian mà khí hậu của Hoa Kỳ ấm áp chứ không phải lạnh. Cho nên nó cũng là một cái loại cúm H1N1. Cho nên đó là, mà thêm một điểm nữa, và thời gian đó quý vị ra đường, quý vị có thấy ai đeo khẩu trang không? Không có ai đeo khẩu trang hết. Bởi vì nó lây nhiễm thì nó lây nhiễm. Và lúc đó tổ chức, cơ quan y tế CDC cũng không có khuyến khích mình đeo khẩu trang nữa. Không ăn heo thôi. Không ăn thịt không heo. Phải, nó, lúc đó thì người ta sợ. Lúc đó thật sự là sợ, người ta sợ thịt heo. Bởi vì cái dịch nó bắt đầu từ thịt heo của Mexico sang Mỹ. Thì cái tiêu hủy hết một phần rồi. Nhưng mà sau đó họ nói rằng những cái lúc đó chúng tôi lên trên đài cũng nói với quý vị đó, khi mà ăn thịt heo đó nên làm cho chín thịt lại. Luộc chín. Thì bây giờ họ so sánh là cái đại dịch của nước Mỹ so với đại dịch bây giờ, thì đại dịch của nước Mỹ lúc nào cũng ghê gớm hơn cả.
Và đó là lý do tại sao mà quý vị đấy đã tuyên bố là tình trạng khẩn cấp quốc gia pandemic cho nước Mỹ rồi đó, và một số các quốc gia khác. Ấy vậy mà Hoa Kỳ không hề ngăn cấm lệnh di chuyển, không hề có cái chuyện mà ngừng làm việc. Yeah. Nghĩa là học sinh tùy theo các em nên lấy thân nhiệt, mà nếu các em sốt đó, cho các em ở nhà. Nhưng mà đó cũng là lý do đã khiến cho cái số người bị nhiễm đã lên tới 50 triệu người trên 50 tiểu bang, nó khủng khiếp luôn. Và trở lại bản tin địa phương, thưa quý vị, vào sáng hôm nay đó là bản tin Breaking News và trời gió rất là nhiều, như cũng nói trong bài dự báo thời tiết. Vào sáng hôm nay, ngày hôm qua vào lúc 6 giờ rưỡi sáng thì tại khu Fontana, tức là cái freeway 210 với là freeway 5 ở tại khu bên phía bắc của Los Angeles, thưa quý vị, thì có một tai nạn, đó là chiếc xe gọi là xe giàn khoan, xe tải mà lớn thiệt là lớn đó quý vị, mà rất là dài và rất là to, đã bị lật khi mà trời gió ở bên đó. Thì chiếc xe tải này đã chở 5.000 tấn, 2 tấn, tức là 5.000 pound, cái đồ gỗ, cái đồ vật dụng cho gia đình, furniture ở tại khu này, và đã bị lật. Cũng không nặng lắm. Như vậy là những người chung quanh họ có free furniture vào. Chắc cũng rớt hết rồi, không biết có ra được ngay freeway đây quý vị. Đầy freeway thì ra đó mà lượm thì cũng rất là khó. Vào sáng hôm nay thì cũng tại cái khu Rancho Cucamonga, tại cái khu đó Cucamonga. Tại cái khu đây cũng là khu Foothill Hill, tức là gần cái Foothill, cái con đường Foothill của Boulevard, cái đại lộ đó, tự nằm rất là gần Fontana. Hai khu này nằm rất là gần nhau. Cũng xảy ra đó một tai nạn nữa quý vị. Đó là một chiếc xe truck rất là lớn. Cũng chiếc xe truck đó, chiếc xe giàn khoan đó, tông vô một chiếc xe hơi, là chiếc xe nhỏ thôi, là trên nên đường đó đã bị lật và chiếc xe đã bùng cháy, thưa quý vị. Chiếc xe tải này đã cháy rất là nhiều. Và người may mắn khi mà chiếc xe này, hai chiếc xe này tông nhau á, thì người tài xế của chiếc xe tải không bao giờ bị chết hết. Họ chỉ bị thương mà thôi. Nhưng chiếc người tài xế của chiếc xe nhỏ này đã bị chết ngay tại chỗ. Rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Và cái này cho biết là trời gió rất là nhiều, nên quý vị khi đi xe gặp những cái chiếc xe khoan lớn và những cái xe tải này, khi họ cua, khi là chạy rất là khó. Cũng hai cái tai nạn này xảy ra ngay freeway 210 và 15, ngay cái khúc mà connection, ngay cái corner của hai, khi hai cái tâm điểm của hai đại lộ này giao nhau, thưa quý vị. Nên quý vị nào mà đi về con đường này thì nhớ cẩn thận và tránh xa khi đi freeway những chiếc xe tải rất là lớn, tự vì khi mà trời gió thì nó sẽ lung lay và nó đi qua một cái lane khác nữa. Chính vì vậy sẽ tông vô trong chiếc xe của mình. Và hiện tại người ta cũng chưa biết tại sao hai chiếc xe này lại là tông nhau, vì lý do như thế nào thì cảnh sát vẫn đang điều tra. Quý vị có cảm thấy nó an lòng hơn về mặt tài chính của mình hay không? Nghi Huyền cảm thấy sao? Tôi phải hỏi Nghi Huyền coi mình cảm thấy ok không? Công ăn việc làm có, nghĩa là lợi tức vẫn đều, không có bị khó khăn phải không? Với không, công ty em thì nó vẫn làm việc vẫn ok, thì em chưa có thiếu thấy nợ nhiều không, đại khái như vậy? Tại vì cái câu hỏi này là cái câu hỏi của Viện Gallup đặt với những người dân như quý vị đây. Thì hôm nay họ nói rằng tính từ năm 1999, cũng cuộc thăm dò trong năm đó cho đến giờ phút này, số người Mỹ lần đầu tiên từ 1999 đến giờ, họ nói rằng đời sống kinh tế và tài chính của họ rất tốt. 59% những người này nói họ có tiền về hưu, để dành tiền về hưu, có được trả tiền nhà, tiền xe, rồi không có thiếu nợ gì cả. Thì cái cuộc thăm dò này để cho thấy rằng khoảng gần 3/4 những người này, đây là cái điểm quan trọng, họ nói rằng cái tình trạng tài chính của họ đang tốt đẹp, mà họ tin tưởng một năm, tức là năm nay và năm tới, tức là từ bây giờ đến năm 2021 đó, cái nền kinh tế tài chính gia đình của họ và cá nhân của họ vẫn tiếp tục tốt đẹp. Đây là một bản báo cáo của Viện Gallup mang tên Mood of the Nation, cảm giác của quốc gia.
cảm giác của chúng ta như thế nào, chúng ta có yên lòng về đời sống của chúng ta hay không. Thì cái cuộc nghiên cứu Mood Ordination chỉ nhằm vào mục tiêu kinh tế thôi. Có nghĩa là người dân có cảm thấy họ bị thiếu nợ nhiều quá hay không, vân vân. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một điểm đáng chú ý đó. Mặc dù ngay bây giờ họ nói rằng số tiền mượn của họ trong thẻ tín dụng, họ đang sợ là càng ngày họ càng lệ thuộc vào thẻ tín dụng quá nhiều. Lý do là họ thấy đi đâu họ cũng cầm thẻ tín dụng để họ tính tiền hết. 91 triệu người, tức là 1/3 dân số của nước Mỹ, cứ cho là có gần 300 triệu người hiện nay. Con số đó không có chính xác, nhưng mà họ nói cứ 1/3 người Mỹ đó, mà con số này lên tới 91 triệu người họ nói đó, họ afraid max out credit card, có nghĩa là họ lo sợ cái thẻ tín dụng của họ xài hết mức luôn. Trung bình một cái thẻ nó khoảng 2.500 cho tới 5.000 Mỹ Kim. Quý vị khấm khá hơn thì quý vị có những cái thẻ lên tới 10.000, 20.000. Và có những cái thẻ unlimited cho những người triệu phú muốn xài bao nhiêu xài. Như Huyền con cái. Thưa quý vị, điều này nó thấy có sự mâu thuẫn. Một mặt đó thì 59% họ nói rằng tôi thấy đời sống tốt đẹp lắm, không có gì lo. Nhưng một mặt khác cũng có cuộc thăm dò thì thấy rằng người Mỹ họ lo sợ nợ quá nhiều, không trả nổi. Thì đó cũng là một cái mối quan tâm. Những người mà không trả nổi nợ đó thì sẽ là những người sẽ gặp khó khăn, nằm trong cái thành phần 40% trong cái cuộc khảo sát này. 40% thì nằm trong cái danh sách họ nói rằng họ cũng không có cảm thấy yên tâm với cái tình hình tài chính của họ. Và chúng tôi tiếp tục các bản tin đáng chú ý trong phần thời sự quốc tế. Ngày hôm nay thì Thảo Yên bị cúm, biết cúm gì. Nhưng mà cảm ơn Nhi Huyền rất nhiều. Tiếp tục ở lại với chúng tôi để gửi thêm quý vị các bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.